Mọi người đã nhớ thời gian định kỳ để thay đổi chip mới chưa? Nếu chị em nào quên thì để Hà Ly Trần nhắc nha. Thông thường thì 3 tháng các chị em nên thay đổi chip một lần để đảm bảo vệ sinh. Trời có lạnh cỡ mấy thì riêng đồ chip mình vẫn phải cố gắng giặt riêng mọi người ạ. Chai này phòng mình dùng đến chai thứ 3 rồi cho nên phải nhờ cô thám cấp tốc gửi sang mấy chai mới này. Mấy bạn da nhạy cảm thì cứ yên tâm này. Nước giặt của Tiny thì có chứa enzyme sinh học vừa làm sạch các vết bẩn mà không hề làm hại da tay nha. Ngoài ra còn có nano bạc nữa giúp ngăn ngừa nấm và vi khuẩn. Phòng mình thì ở ký túc xá đông tận 6 người cơ cho nên là ai cũng tự giác giặt riêng đồ chip với mọi người. Đối với các vết bẩn mới như là kỳ dâu ghé thăm thì mọi người chỉ cần 1 đến 2 pump là có thể giặt sạch được rồi. Còn với các vết bẩn mọi người để lâu rồi ấy, mọi người thử ngâm tầm 15 phút rồi giặt tay lại nha. Sau khi trải nghiệm dùng gần hết cả 3 mùi thì mình ưng cái chai màu hồng và màu tím nhất. Màu hồng thì thơm kiểu thoang thoảng hoa đào ấy, còn màu tím thì hương nước hoa này. Hồi xưa mình cũng có dùng thử dung dịch vệ sinh để giặt tay nhưng mà như thế thì nó hơi tốn. Từ lúc chuyển qua dùng em này thì phòng mình 6 người dùng hết 3 chai trong khoảng 6 tháng ấy. Mình biết là cũng có nhiều em đang trong độ tuổi lớn follow mình ấy cho nên là mình cũng muốn chia sẻ điều này để các em biết. Là con gái